giới thiệu các bạn, đây là cái tàu chiến. Có được 4 cái mô hình máy bay. Chắc hết bay được rồi. Hết bay được. Ồ, nhìn tàu nó đẹp vậy. Em dáng giống như tàu. Nhìn nó như con tàu vậy đó. Nó tàu mà. Ồ, thôi nhìn đẹp dữ ta. Ê, như cho lên tham quan đúng không? Trời ơi, nó đẹp quá. Cô nó đẹp không cô? Nó là có người đi qua mà không biết là đi đây hay đi chỗ nào. Nó bự quá hả? Tàu, tàu gửi gì ta? Nó còn bự hơn luôn. Hàng không mẫu hạm hả? Thấy trong phim thấy không? Không nhỏ đâu, không có nhỏ đâu. Tàu này trước có 2.000 người mà lấy gì nhỏ? Trong phim nó khác vậy. Thì bởi vậy. Còn tàu sân bay nó còn bự gấp mấy lần cái này. Ủa, cái này không phải tàu sân bay. À, này chỉ là tàu chiến nữa hả? Chiến luôn hả? Tàu sân bay bự hơn nhiều. Ủa, anh nghĩ này tàu sân bay á, máy bay đậu chỉnh vậy cha. Không. Bay chơi chiến đấu cơ mà. Tàu sân bay nó cái phần mua trước á, nó rất là dài. Rất là dài. Nó dài chứ nó bự đó. Dạ mấy thông minh. Đúng rồi, có đừng là hiểu biết chứ. Đừng hiểu biết con ta mà. Hello các bạn, hôm nay mình dẫn các bạn đi ăn hàng đồ Mã Lai. Mỗi ngày một đất nước. Nay trời lạnh quá, chùm cái đầu cho nó đỡ. Thì nó cũng gần chỗ Chinatown. Ồ, nó nằm trong Chinatown luôn chứ. Coi trong đây có món gì ha. Cái con tiệm này nó nằm trong một cái đường nhỏ. Có chỗ này. Bên đây, bên phải. Vô đây. Nước chấm ớt thử miếng mỡ hành. Nó có pha gì vô à? Đảo hay là chấm ớt chua chua. Đây là đu đỏ nó phi á, trên trang dép á nó có, thì bạn đưa cái kia ra này, nó cho một ly đu đỏ. Thử cái ly đu đỏ. Vị chua chua. Nó bị đu đỏ nhưng mà uống không quen lắm tao. Ờ, nó chát quá. Chát quá. Chát à. Rồi cái pancake này nè. Chấm nhấm này giống như cà ri vậy á. Hôm trước mình có quay các bạn coi cái lúc mình ăn đồ ăn Malaysia. Xé này chấm như miếng này ngon. Thôi cái kia nó cũng không thiền nữa. Đem xe ăn phải không? Ừ, mà trước đó nó lạnh vậy. Ờ, cái chấm này nó lạnh. Cái này mình lạnh một cái đó rồi, mỏi không? Ăn thôi. Nó thơm quá. Nè, ăn bên đây nè. Đi cái cấn cục thịt đúng không? Cái gì vậy? Thịt gà. Curry á. Đấy, cái kia nó có là thịt curry. Curry nó mà bạn là không có order phần curry. Có order. Có mà. Thịt bò lắm nha, thịt bò nha. Thịt bò curry mà. Cái vàng nó béo quá. Không. Ủa này khoai. Khoai. Khoai hay vậy? Khoai. Khoai. Cái gục. Trong bánh chén nó có củ khoai. Thịt này. Bên này thịt. Có thể thịt á.
Cái này khoai. Bao nhiêu ăn rồi đó? Khoai nè. Thịt á, nó tương mà ra. Thịt đàng hoàng. Cái này thịt. Bây giờ mình thử món nào. Súp. Súp chua đó. Có tàu hủ. Tàu hủ á. Dưa gao. Đại nhân giống cái tàu chui đó. Cái rau pickle nó lấy cái cabbage á. Không. Gao ăn. Còn là rau á. Gao tàu hủ, cà chua. Mình phơi luôn á. Ăn nó canh xong rồi mọi là biến đi luôn á. Cái món canh nó súp lên súp luôn. Chua. Tàu hủ nó mềm thơm lắm. Ngon. Món này nó có một cái cải chua nè, giống như cải à. Có gừng hả? Ừ, có gừng. Cà chua. Cái này tìm giờ. Làm vừa miệng ăn. Mùa gừng nó nồng á. Cay, mùi á. Súp nó nồng. Ăn ngay mùa đông thích hợp nhất luôn. Ngon. Mà bỏ vô cái rau thì ngon đấy. Đây là món tàu hủ. Tàu hủ nó có chiên xong nó có sốt á. Ở dưới nó có lớp rau, rau giá với dưa leo. Mình cũng thử cái này. Nó có chiên giòn á. Cái sốt nó có đậu phộng nữa. Giá nó giòn. Cái trùng nó trùng kinh ra dây trùng nữa mà. Ở ngoài nó giòn mà ở trong nó vẫn mềm mà. Trong có vị khô. Thì nó cũng như là tiếng của China mà. Thử một chút cái gao á. Lấy ai gao. Đúng rồi. Chút gao của nó. Nóng đâu không? Những cái mình đang ăn nóng ở đây là mùa mát rồi. Thử mà, chưa sốt. Nên nước sốt. Nước sốt của nó với gạo củ. Bây giờ lại nó hỏi mình có bị dị ứng đậu phộng không á? Được, mùi đậu phộng rất là nồng. Ngon. Rồi tiếp theo là món cơm chiên. Cơm chiên nhân châu. Nhân châu sọt sạch. Đó. Món chua sọt sạch. Nói gì cũng biết luôn á. Nhân châu gì? Thì dương châu. Con chiên nhân châu. Dương châu hả? Dặn châu. Quên rồi. Nó là cái dặn châu thảo phạm. Dặn châu thảo phạm. Cơm chiên châu. Rồi mọi người ăn đi. Ăn ha. Tới. Chung đi. Xoay.
đường. Đây là cái món rau muống xào sốt balacan, xào đặc biệt của nó đó. Một dĩa này 16 đồng. Một dĩa 16 đồng. Còn bên đây á là gà kiện với gà hấp xì dầu. Hấp xì dầu ăn với cái nước sốt của nó. Đó, nước sốt này. Cái nước sốt gà của nó. Đây. Còn bên đây là món bạc thái. Bạc thái thì món này rất quen thuộc rồi. Giờ mọi người ăn thôi. Steaming with beef. Rồi, tiếp theo là cái món thịt bò xào với đậu que. Có tàu hũ nữa. Giờ mình sẽ thử món cơm trước nha. Cơm có tôm nè. Mình sẽ thử thịt thai trước. Cơm. Cơm thì nó chấm cái mày có mùi à, giống như mùi cơm mà bạn thịt lửa lớn lắm, có thơm cái mùi giống như mùi khác khác nè, rất ngon. Gà ha. Con sốt nó ngon lắm. Để đâu nó gì dầu dầu qua đây chấm cái này, chấm với mỡ hành. Chấm chấm cái nước sốt càng. Mềm cái gì, tao muốn bạch thái à? Cái biết nữa mà mềm. Trà bằng nước cốt dừa. Nó còn dai. Cảm giác sao? Thơm. Thơm. Mình thử lòng miếng luôn ha. Có mâm ướt. Có mâm ướt trong đó. Nó được đậm đà. Nó có mâm ướt. Lạ quá. Ăn cái cơm mà không? Sợ nhất là mấy mâm. Có nước tương đó. Để giống tụi nó chế tỏ lên mà ăn cơm. Cơm chế biến là đói là ngoài cơm là chưa làm. Đó chứ. Để con đất rồi giờ mày chính cần tiên thôi là mình tiên không ăn. Tôi cũng vậy mà. Mấy năm qua một lần nhiều. Làm mà không biết nữa. Măng á hả? Mới ăn á, măng. Lát từ tính em ăn được hai ngon nữa. Gà này ăn bỏ một miếng mỡ hành lên. Ăn cái mình bỏ một chút nước sốt cay lên. Rồi, ăn thử.
Mình muốn kêu gâu này là hai mua, hai mua cái món. Không mua. Ngon quá. Này nó mềm. Sốt nó cũng lạ. Nó không giống như muối tiêu. Hay không? Nó thấm chua ngọt của mình. Bắt đầu đạt ăn từ từ. Ăn tiểu thư đầy cát cái đâu. Ăn thịt bò nó mềm lắm. Nó mềm. Hả? Còn gì nữa không? Đó là vô. Có ba ba cái à. Ăn dao mà dạng hết đi, thôi chị bán thả đi. Tao về nhà xào lên hả? Nó lạc hả? Lạc. Lạc này nó khô quá. Miếng hít cho chỗ chị làm sao? Nó làm đậm đà sao? Nó còn lạc. Nó sót rồi. Còn không chút, từ chút lấy cho đó lấy thử với nước sốt cái cà ri nè, cà ri sốt. Có nước sốt, cái này nó làm giống như nước sốt cà ri vậy. Cà ri luôn á. Nó là cà ri mà. Lạ, rồi để chút ăn thử. Nó chế cà ri vô nè. Tôi nữa cũng là cà ri nè. Đã lạ không ăn? Thôi. Nguyện hết nè. Mấy bệnh. Không. Không có cơm. Không có cơm. Không có cơm. Không có cơm. Sướng hả? Đúng rồi. Ừ. Cảm ơn anh. Không biết ăn á. Biết mà. Cái này nó sướng ngon á. Mình nó kẹp xuống. Thịt. Đây là thịt mù. Hả? Vậy nó bể có giọng không chưa rất ngon. Thịt chỉ dạ thôi. Đúng không? Nó ăn tạ ra rồi, làm cái giọng xương. Nó không có làm nhiều dầu nữa. Chở nó. Nó nhiều quá không ăn. Cái trà là mỡ lắm. Bác gọi chơi chơi nhau rồi. Đùa nhau. Chưa có mấy chứ, hai người đại ly còn quen em còn đường miếng. Có là muốn á, cái này với cái này nè. Mít lại hả? Ừ. Thử không? Đúng rồi. Như lấy cái bút cho cái này trước, mít lại. Bây giờ mang bát ăn bát táo với cái món kia còn rồi sao? Nó tốt rồi nhau. Cái này cũng được ăn rồi nè. Mít cái này là mít cái này cũng được mà. Mít cái nào ngon? Thử hai cái đi. Cà ri hả? Mít cái cà ri. Cà ri sốt mà hay là thử hai cái luôn. Thử cái cá trước. Cái này đậm hơn. Cái nào ngon? Cái này thử hả? Thử ra trước đi. Cái này là cái miếng này đậm hơn. Muốn thử nào? Muốn thử này. Lấy cái này ngon. Mít là ăn ngon hơn á. Hả? Nhà mà hơn cái này. Thấy cái này cũng hơi bị lạ lạ. Nó bị thấy rồi vậy. Nó bị giống như cái chó này nó cũng có một cái bị đậm quá. Con giải mít thôi. Để có thấy là mấy cái đậm nó cái ông phải pin hả? Cái nhà cái kia mẹ vô hỏi luôn mấy vợ hết rồi nó ở nhà đi hoài à thằng này ba anh
Hả? Té. Hai que. Bây giờ có que đâu. Cái đậu, cái đậu nó xào giòn lắm, nó không có mềm. Mềm. Nó chiên qua. Mềm. Thơm nữa. Chiên hả? Chiên qua. Chiên qua. Thật là ngon. Đi nhìn tử tế đây nè. Thấy nó nhanh lắm. Nó chiên qua. Nó chiên qua rồi. Chiên qua cũng nó xào. Chiên ở nhà cũng làm. Không, mày làm cái này. Giống gì nó cũng làm. Biết cái này với cái deep fry á. Cái cái muốn đó. Vì thật muốn làm cái món chiên pin là nên xào biết không? Lấy sót không? Lấy nước. Chắc không. Vì mua cái này nó có deep fry gì luôn. Là cả nhà nó, cô bạn thôi nấu ở nhà nó. Bật bộ nhất là nó với trên cái gì cũng giống đấy thôi. Tại không có đủ lửa thì nó cái đậu nó thấm dầu nó phải đủ năm vô một cái chả nhớ rồi số ba là nhớ rồi hai ba phút kìa bắt đầu nhớ rồi mít này ngon lắm á. Ờ lắm hả, đi ăn tham ngũ công tôi chỉ dạy. Bây giờ cái gì bạn cũng biết á, chỉ u thôi. Những gì mà chị Hoa không biết á, đường hầm tất cả mọi người biết hết. Ngon rồi quá. Cái gì nữa? Đạt nói hồi chả biết nó đang khen bà Hân hay là chửi bà Hân. À, để thì nghệ hơn, ok khen. Cái mặt định là chửi không? Chưa đâu, nãy con còn xuống rưỡi là giờ còn tí mà hổ. Bộ con gì cá? Cũng đậm đấy. Còn mấy phút, một phút. Thì bốn phút, không sớm mà. 15 phút. 4 phút là mới nhìn cái không có hả? 40 rồi. 15 phút nó tự nhắc mình. Ừ. Nhắc mình nên mình lo là bóp xong khác cũng vậy. Tại xâm thâm khác ở bóp xâm khác là biết là bạn đi bộ 15 phút đâu có gì đâu, tiền đâu, chắc là đăng lên khác. Cái này nó bữa thiệt, nó bắt mình. Dạ em, dạ em không nhớ. Bóp xâm đâu có làm gì. Thử cái tên này, dương thử này vậy. Anh ra được. Đây là đây đủ rồi, đủ cho 2 miếng. Chỉ phải chỗ 2 miếng hả? Miếng 2 bên hả? Miếng trên rồi. Cái thịt bò đây ngon, cái thịt bò đây ngon. Vâng. Mềm. Mà có mềm. Để thấy cái bò cũng thấy được mềm. Vâng. Cái này biết nó học đi cái kia. Nó bỏ. Mấy cách làm được, đại lắm. Mới thấy mấy cách mà Sơn nó làm bỏ cái bột á. À, vô đi. Có marinade với cái stem thì bột đĩa nên nó gạo cái đại nó che cái thứ trước để nó đào đảo cái bột là phải hầm cái gì á, nên nó bỏ vô thì còn nó cái độ cũng sợ giả để nó vẫn sẽ mềm. Cái người rồi ăn yêu tơ mình cũng hơi bị ngon. Cái này đúng không? Ừ, nó không có đậu bằng cái kia. Cái này hả? Cái này ngon. Cái này ngon. Không ngon. Cái này ngon chứ. Vì nó có cái này nó có hơi ổn nhiều hơn. Cái này ngon quá. Nhiều hơi ổn hơn. Mít tự lưng nữa. Order tự mít tự làm món riêng luôn. Được luôn á. Nhưng mà đẹp ngon. Cái này ngon. Cái hôm này rất là đậm. Đậm. Nhưng mà dầu nhiều á. Mít chiếc cơm. Là mít chiếc cơm hả? Mít thịt thật. Mít chiếc cơm chưa? Mình biết. Mình biết. Mình biết. Mình biết. Mình biết. Mình biết. Thế anh với em là nhân vật chính ngàn. Cơm fry. Cơm chiên cà ghi. Giống ăn cơm chiên Ấn Độ, giống Ấn Độ ha. Sợ 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 đấy. Bóc tay vô giống. Không có tay.
mình ăn nó thấy không, trùng 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 thôi con nó bóc lên ăn chứ không có bóc nhả đâu. Trên một cái mít, cái mít ăn nhầm ngán đó, đúng không? Cái vịt để cho nó có vị dẫn rồi cứ có thả nó thì được, cái vị ăn cơm trắng mít được rồi, đúng rồi, cơm trắng mít giống như cơm cà ri vậy. Cái con bà đi không đổ cà ri ăn lần để ăn muốn nào muốn đó rồi muốn nào muốn để cho cái lốc cơm nó ngon hơn nữa. Làm biết quên con cà ri cho cơm ăn gì nghe không ăn chứ chừng nhẹp chân à nhẹp luôn tôi không ăn biết từ từ á có ăn muốn ăn nữa cái lạ quá. Sao từ thật tuần sau thì nó làm nè thầy ở này không có ăn muốn ở trên chơi con đọt đó nữa. Đúng rồi. Ở đây đâu có đi làm không? Hả? Ở bữa nay về tới hãng rồi. Điện đi về giáo viên không đi làm nữa. Khi nào cũng có đi làm, biết là không đi làm. Không đi làm đâu. Về sớm, ghé, khách thao đi. Phải từ đây thôi. Mình đâu lấy về đâu rồi. Tớ tao đâu còn mãi nữa rồi. À lại. Vậy lại hả? Nè, nghe cô nữ này không? Cô nữ vậy? Nhiệm vụ của tao chỉ là ca. Dạ bỏ đâu rồi, dạ bỏ chú giống nè. Ê ông mệt quá. Thật không? Đừng liếc vào đây, đừng có liếc vào đây. Đừng có nhìn vào đây. Ngủi, bà hát lá. Quán nó đường rồi, bên kia dưới lúc dậy dưới lại. Chưa đạt. Nếu như là để mới chở chậm chậm để như vậy vậy cũ không thấy không? Để tao 60-70 giờ nữa. Nó 10 giờ mới về đến nhà mà món đồ phi mà chắc mình đi party riêng nữa. Nó đi như nào? Body trai. Đù. Mày cái gái em cái nữa. Nói mày nó đi với trai. Không, nhưng mà có gái mà em. Gái nào? Gái mẹ hả? Đúng. Gái chó bóp. Cái nội của tụi nó. Nói chung là bè nội của mỗi đứa. Nhưng mà bè nội của anh. Đúng rồi. Đúng em cứ kêu sư đưa cái dessert menu cái dessert menu mọi người nói chưa vậy? Anh nói chưa? Chưa. Có gì trên bàn anh em? Mày đang ngán quá. Em là nói thì dễ no mà dễ ngán. Dễ. Dễ no được. Đúng mà ông nói đúng rồi, dễ ngán hơn. Không biết cái Malay chi Việt meo nó có ngon. Thử coi. Nếu muốn. Thử đó. Đúng rồi, tao cứ kẹt. No quá. Đúng rồi, bây giờ ăn chắc miệng ha. Để chờ nó dọn xong mình đi. Nó đập. Còn con cũng khác khác khác. Cái nào? Nó làm được. Thì đỏ. Đỏ cũng được. Màu đỏ này phải không? Singapore. Hai. Hai. Đá Singapore. Nước đá rồi cái. Giống như đá bào Singapore. Đá bào nó có cái sót gì đó. Này đá bào của ai? Đá bào với nhãn. Đi chim hả? Có nhãn hả? Nấm hả? Nhãn. Nó nằm lấy cái nào? Cái đó. Còn cái này là kem black bean đậu đen. Đậu đen. Chiếu nan. Đậu đen với cái black chiếu lồi này, nhớ về cái thạch thạch gì một lúc nữa. Nếu xương sáo đúng rồi, xương sáo. Xương sáo vào ha. Ở dưới nó có thạch ha. Ồ, có bắp. Như đậu đỏ. Đậu đỏ. Lạ quá ha. Cái này là gì?
Nhiều đó. Ừ. Này thì có nhãn. Ở dưới thì có cái kia thì đủ thứ. Ủa nay chị không chị thấy cái ở cái này bị không? Còn nhãn nó giống như giải phải không? Nhãn ngon á. Long nhãn. Long nhãn. Lọc với nhau là long nhãn. Giờ mình ăn trắng miệng. Chúng ta nó hò. Mới thử. Thì cái nào thử chút đi. Nhãn. Đậu đỏ. Cái kiểu giống nó ngọt quá. Đậu đỏ. Đậu đỏ. Cái này lông xanh xanh á. Rau liền hả? Ăn này như nó bào. Ừ. Rồi để bào xong bỏ xưa. Cái đó là lá bào. Nó ra lấy tiết nó để vô. Trời ơi. Đá bào này nhớ mấy đá bào ở trường học. Được mà, cái kiểu ý chán đá bào luôn á. Đá bào mà. Đá bào xong nó đỡ cái xóa lên rồi. Cái siro, kiểu siro lên xong bằng sữa lên. Cái đỏ ngon rồi. Cái đá bào bằng sữa. Thôi là ngon. Đồng bào lọc bông. Bỏ thêm. Đợi cho hết đi. Phải hợp tiếng không? Ngon. Đang trong tay hồi đi đi nha. Ngon thử cái này. Này hết rồi hả? Lâu lắm mới ăn được. Này thử không? Thì là không sao này rồi. Có không? Bắp. Trên bông ngon á. Ngon. Ngon. Tại nó có lạ, nó có mùi bắp á. Nó không có ngọt lắm. Dừa. Nó lạ quá. Biết sao lạ không? Vì cái này ngọt quá. Tao thử cái thai chân. Có lại nói người ta giờ nó lại bóc về cái kia. Mình chà cái mình thử cái món đậu đen. Thời gian nó ngọt á. Cái đậu đen này vô không biết nó còn ngọt. Không, không chút vị luôn. Không còn vị luôn. Đó, thì vì cái này nó ngọt không nhiều mà. Nhưng sữa đậu nành đó. Nhưng sữa đậu nành đúng không? Nhưng mà đây đậu đen, sữa đậu đen. Ừ, đậu đen rồi. Từ soi da cũng kiểu đậu nành thì giờ nó trong bức các bạn đi. Nghĩa. Nó là ngâm. Cái đường sáu. Thầy là. Chắc vậy. Có thể hỏi. Nhiều bạn này ngon rồi. Ngon uống cái này trước sau ha. Nó ngon. Chắc là đập tôi chưa rồi. Rồi đi tôi go rồi. Giá mẹ không? Hả? Đáng nghe. Nhờ cái này là giống uống gì chứ mày? Cái của Singapore nó có thấy giống như hộp é nè. Đâu bà quỷ. Bắp. Rồi thạch giống như rau câu á. Thêm đậu đỏ. Cái này có có cái đậu đỏ nè. Thấy cái này hả? Thấy rồi, em thấy nó hơi xa nhỉ. Ngọt. Đúng rồi. Em order ra, ở để uống thử. Ừ. Uống thử hết nữa đi. Nhiều quá nó. Nè. Bài quá. Bây giờ bài ổn á. Không, quay chú bay theo từ đây đến như này nè. Thằng chủ rồi không ai. Em thì các bạn. Hẹn các bạn trong cái video thứ hai. Mít mít hai loại lên luôn, thấy không? Cái đẹp. Mít hai loại luôn. Sao định làm mày làm trước vậy? Dạ, ăn thử. Thằng để uống chút lại ra cái con nằm bên kia. Mít hai cái. Cơn ngon. Cơn trộn. Thơm thêm mùi giải nữa. Nhãn hay giải giống giải quá. Cái giải hả? Cái bả đây. Nhãn nhục.
cái nhãn có nhãn nhãn trong lon cái vải trong lon thôi nói chung lon ngạn nhãn mấy người này trai nhìn nó giống vải mà ăn vô thì nó là nhãn ăn xong biết cái chỗ ăn xong biết gì là được rồi. Ăn lúc ăn giờ nó có thể nó khác nhau chứ lúc nó ra đi chang ờ cũng như đó nè. Không thấy gì vậy? Mình bút mặn không thấy? Chua chua. Nó bút mặn. Có gì? Đúng rồi, xong rồi các bạn.